Ok, thì video hôm nay mình sẽ làm về sinh tồn chỉ với Numberland nha mọi người, mà trong chế độ siêu khó luôn. Mọi người thấy không? Bọn zombie nhìn có vẻ rất là nguy hiểm. Đầu tiên là có con Michael Jackson, con nhảy sèo phân thân này. Rồi con óc chó đen gì với con óc chó cam nữa. Khó nhất là cái thằng cha đọc báo á mọi người. Na ơi, nó bắn một cái là đi hết nguyên một hàng của mình luôn á. Thì cái phiên bản này á, lộn cái sinh tồn này nó chỉ cho mình xài Numberland này thôi. Và không có cây mặt trời. Mình có thể thu thập mặt trời bằng cách là tiêu diệt những cái con zombie. Đó, thì ở trong đây thì cái găng tay á, mọi người có thể xài thoải mái và không mất thời gian cooldown, mọi người có thể dùng nó để di chuyển. Có thể dùng để tránh né các đòn tấn công, nhất là cái đòn tấn công của ông già đọc báo á. Không những thế là mình còn có cây búa nữa. Cây búa này thì dùng trong những lúc nguy cấp để gõ đầu Berlin. Một gõ là đi một eo nha mọi người. Nói chung là cái búa này á, mình phải để dành, không nên xài phung phí. Ok, thì mấy cái thời gian đầu khá là dễ, mình sẽ không xài cái tua chậm á. Mình cứ để bình thường mình di chuyển thôi. Thì chiến lược của mình là phải lên mắc cái con đậu đậu trước, con bi shooter á mọi người. Sau đó là lên tới ngôi sao này. Rồi đẹp hơn nữa là mình sẽ lên cái con óc chó thành cái con hoài ăn thịt khổng lồ cổ đại. Nó sẽ miễn dịch với cái bom che di của thằng cha đọc báo bắn. Má trời ơi, mình sợ đến nỗi bị nói lắp luôn mà. Cái này thua nhiều lắm rồi á mọi người. Lúc đầu mình chơi thử mà không có chơi tua chậm á. Chèn ơi, ăn hành luôn. Thế là sau một hồi mình đi cầu cứu anh em thì anh em chỉ cho mình cái tuyệt chiêu tua chậm. Đó, cái này mình sẽ áp dụng cho những lúc rất là đông Berlin. Còn bây giờ thì mình sẽ thể hiện vài kỹ năng nhổ với chồng, chồng siêu nhanh. Gáy được lúc đầu thôi. Mấy lần lúc sau là ăn hành ấy mà. Mọi người cho mình gáy gáy lúc đầu tí nha. Vậy con lửa này mạnh phết đấy nhở. Con lửa này nó là lửa đỏ luôn á. Bắn có tí là chết cái con zombie đội xô rồi. Cái con nấm nhút nhát thì mình nghĩ mình sẽ nâng nó cuối cùng. Và nâng cho nó thành cái con nấm full full tối thượng. À, tất cả 5 cái con Berlin ở đây mọi người có thể nâng cấp nha. Nâng lên được tối thượng luôn, chứ không phải nó bị giới hạn đâu, nên khá là ổn luôn. Mọi người thấy không, nó có 10 lá cờ lận, chứ không phải là một lá cờ như bình thường ở đâu. Trời ơi, 10 lá cờ rất là khó. À rồi, đông rồi này. Thì ưu tiên trên hết của mình là mình sẽ tiêu diệt cái thằng cha Michael Jackson trước. Đó, tiêu diệt nó đi, kẻo nó nhảy vô nó phân thân nguy hiểm lắm. Có vẻ mình thấy chơi hơi ổn rồi đó. Đó, cái con sao này ngon phết. Tích tiền thì tích được cái con đậu xong rồi thì mình sẽ nâng con sao sau. Con óc chó này thì mình sẽ không nâng nó lên cái con óc chó 500 nha. Để như vậy để nó kẹp cho nó nhanh mọi người ạ. À. Khi nó kẹp xong á, thì mình sẽ có cái túi phân bón á. Mình có thể đổ vào nó thì nó sẽ hồi luôn. Khá là ổn. Bây giờ thì mình cứ di chuyển bình thường thôi. Bắn mấy con nhãi nhép này thì cũng đơn giản, không khó gì cả. Óc chó thì để dành nó ăn những cái con khó khó. Điển hình như là cái thằng con zombie đầu đội đá băng này này. Con óc chó sẽ để ăn mấy con đấy. Và mình sẽ tập trung tiêu diệt mấy cái con còn lại. Ok, mình sắp đủ 1.000 tiền rồi đó. Là mình có thể nâng lên được cái con bi shooter cherry bomb. Ồ, thằng cha Michael Jackson rồi này. Mình phải thu nó về ngay. Kẻo bọn này nó nhảy qua, nó sẽ phân thân. Ồ, chơi cái này mình phải nhanh á. Nhiều lúc mà tay nhanh hơn não luôn đó mọi người. Não chưa loét kịp mà thấy bom là phải né ngay. Không là hả, chậm chậm là mất hết blend luôn. Khó lắm. Ok, vậy cái lửa này mạnh nha. Cái con bom cherry này nó bắn được qua cái lửa, giờ mình mới để ý á. Rồi, bây giờ thì cái bom cherry cấp độ 2 này thì nó sẽ không kết hợp được với cái lửa nữa. Vậy nên là mình sẽ coi như là cất cái lửa ở đây luôn. Và tập trung tiêu diệt zombie để lên được tới 2.000 mặt trời á. Thì mình sẽ nâng cấp lên được cái cỗ máy chiến tranh cherry. Ồ, mấy con đấy bắn thì thôi luôn nha, nhức cái nách. Bắn hơi bị kinh, nhưng mà cũng phải cẩn thận ạ. Trong cái giai đoạn này thì mình rất là thăm nghe mọi người ạ. Ok, ổn đó. Cái con này cho con kẹp đi. Rồi, đó. Con kẹp thì ăn mấy con như vậy, nó nhanh gọn lẹ. Mình sẽ đỡ phải tốn thời gian để tiêu diệt nó. Còn mấy con này thì con cherry của mình nghĩ nó cũng sẽ xử được thôi. Không thì tí nữa có cái con sao á, nó gọi ra sao băng trên trời rơi xuống. Thấy chưa? Mọi người thấy không? Tuy rằng là súng máy cherry cấp độ 2 rồi nha,
mà bắn vẫn không thấm cái con này mấy nhở. Bắn bắn cũng phải khá khá mới chết được nó. Rồi có bình thuốc rồi, lộn, có bịch phân bón rồi. Mình sẽ rắc cho con này. Ok, từ từ đã. Giờ mình phải tua chậm đó mọi người ơi. Giờ phải rát rát lại đã. Tỉnh tỉnh lại một chút. Nghe đông quá, hơi đông đông rồi á. Ok rồi, ổn rồi đó. Con óc chó lên đây đi. Để nó ăn được cái con băng hoặc là cái con kia cũng được. Ok. Rồi, ăn xong rồi thì mình sẽ thu lại và tua nhanh lại như ban đầu. Ngon. Quẩy. Ok, đủ đủ 2.000 tiền rồi. Rồi. Súng máy hạng nặng mọi người ơi. Cái súng này nó cũng không kết hợp được với cái con đuốc lửa này nha. Nên thôi cứ tạm cất nó ở đấy đi. Đó, đó cũng là cái lý do mà mình không nâng cấp nó nhiều lên ngay từ ban đầu á, bởi vì nó rất là phí phí mặt trời. Xong cái cherry này rồi thì mình sẽ nâng cấp cái con sao này thành cái con sao tối thượng. Cái con sao tối thượng thì nó bắn đạn sao nó sẽ đuổi theo zombie và tấn công bọn zombie ngon hơn so với con sao cấp độ 2 bình thường. Cái con sao cấp độ 2 bình thường thì nó vẫn có khả năng là triệu hồi thiên thạch sao băng rơi từ trên trời xuống, nhưng mà cái sao của nó lại không dí theo zombie được. Đó mọi người lưu ý nha. Ok, cái con này bắn ghê phết á. Nó nổ và nó nổ xung quanh mấy cái ô luôn mà. Quầy ở trên có hai con Michael Jackson. Cũng là muỗi thôi mọi người ạ. Bây giờ mình tích lên 3.000 mặt trời nữa là ngon này. Nhưng mà vẫn hơi lo nha. Mình nghĩ là đến cái lá cờ thứ ba ấy, là nó sẽ bắt đầu ra cái con ông già đọc báo. Ông già đọc báo mà đội cái con Cherry á. Trời ơi, nó mất cái báo, nó bắn nhanh khủng khiếp luôn. Cái đấy chỉ có cái con hoài ăn thịt Cherry tối thượng thì nó mới counter được thôi. Ok rồi đó, có thằng cha bóng bầu dục đội đá đen rồi này. Đấy, biết ngay mà, đến cái lá cờ thứ ba là ra hai ông già đọc báo đó, mọi người thấy không? Ông ấy bắn là mình phải dịch chuyển ngay, phải chú ý dịch chuyển cái Berlin nó tránh né đi, còn để là nó nổ hết luôn á. Lúc đấy là mình phải nâng cấp lại từ đầu, rất là tốn sân luôn, tốn mặt trời á. Mặt trời ở đây rất là hiếm nữa, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ, khi mà mình để ý á, con ông già đọc báo ống ra là mình sẽ phải tua chậm luôn đó. Giờ định hình được thằng cha này rồi này. Bây giờ để cho con Cherry của mình bắn vài phát đi. Ok, bắn được 4 phát. Ôi, mà nó chết rồi. Chết trước khi bị bắn luôn mà. Đó. Mọi người tỉnh tỉnh một chút nha. Theo mình nghĩ là mọi người cứ tua chậm đi không sao đâu. Thà mất thời gian một chút, nhưng mà mình thắng, mình qua màn được và có cái cúp. Còn hơn là nhanh một chút thôi mà toang hết đội hình á. Sợ lắm. Kiểu như là nhanh một giây, chậm nhiều giây á. Ồ, con này bắn lâu chết phết nhở. Hơi đuối ha. Nhưng mà mình cứ giữ đúng theo cái kế hoạch mà mình đề ra để thắng được cái bản này. Thắng cái ải này chứ. Là cứ theo thứ tự thôi. Đợi nâng cái con cherry đỏ đỏ lên nữa. Cái con hoa ăn thịt cherry á. Ok, thằng cha đọc báo ở dưới này. Thằng cha này thì mình nghĩ là có cái ngôi sao của mình nó sẽ giết được. Ok rồi, ngon rồi. Có ngôi sao lớn nữa thì lo quái gì. Mọi người thông cảm nha, mình tua hơi chậm bởi vì là bây giờ mình đang hơi rối á, mình phải định hình, vừa nói và vừa chơi nó khó lắm. Ok, hơi đông, từ từ xem nào. Rồi mình sẽ giết, ưu tiên giết cái thằng hàng trên trước nha. Ok, đông rồi đó, tiêu diệt được cái xe. Cái xe này nó hồi, cái thằng cha lái xe Michael Jackson đấy mọi người, nó chết đi mà nó còn hồi sinh thêm được hai con xe kia nữa, nó ghê thật chứ. Rồi ở trên hai thằng cha đọc báo này, hay là mình rút kịp cái con đậu bi shooter tối thượng của mình xuống rồi. À, còn một cái vấn nạn nữa là cái con nó cầm cái đinh ba ấy, mọi người ở đằng, ui trời ơi, mẹ ơi sợ vãi, hên là cái, ui hai hàng luôn mà, trời ơi hên quá, giờ chỉ biết là bất động rồi, nín thở mọi người ạ. Giờ là chỉ có núp sau cái con hoài ăn thịt cổ đại tối thượng này thôi là ổn nhất. Rồi ok rồi đấy, hai thằng trai đọc báo nó chết rồi đấy. Má sợ vãi. Trời ạ. Rồi, giờ mình bắn. Ok, hàng này có thằng trai đọc báo thì không sao. Nó bắn thì nó cũng chỉ hồi máu cho cái con hoài ăn thịt cổ đại này của mình thôi. Tính ra lợi phết nhở. Nếu mà con hoài ăn thịt này mà bị mất máu á, bị mấy cái con cầm đinh ba đằng sau lưng nó phi á mọi người, nó bị gần chết á, thì mình thấy cái hàng nào có thằng cha
Thằng cha này này, thằng cha đọc báo bắn bắn cherry điên cuồng này này mọi người. Đặt cái con hoa ăn thịt xuống để cho nó bị ăn đem thì nó sẽ hồi máu. Rồi. Bắn thêm vài phát nữa xong mình lại cầm lên thôi. Hơi hèn một chút mọi người ạ. Cái này phải chơi hơi hèn một chút. Ok, nâng cấp mắc luôn. Rồi. Nâng cấp cái đuốc lửa này thì nó sẽ giúp mình có cái con bí á, con bí lửa. Lúc này mình sẽ đỡ được vài phát hoặc là mình sẽ đặt những lúc cứu cánh của mình. Ok, xong bốn con này rồi. Bây giờ mình sẽ tập trung từ từ ra xem nào. Tập trung nâng cái con bí này đi. Lộn. Trời ạ. Cái con nấm này thành cái con nấm full tối thượng. Ừ, con nấm full tối thượng. Cái con đấy nó bán kinh lắm. Nó còn thôi miên zombie nữa. Nhưng mà tỷ lệ thôi miên của nó không cao nên mình sẽ để nó ưu tiên là vị trí nâng cuối cùng á. Cái này chơi phải có kế hoạch nha mọi người, không là toang lắm á. Ok, giết được rồi đó. Em công nhận cái con sao tối thượng này ngon phết đấy chứ. Nó bắn mà sao nó đuổi theo này. Ok đó, mình đặt cái con hoa ăn thịt của mình xuống này để cho nó hồi máu. Tại lúc nãy nó bị dính mấy cái đinh ba á, nó hơi yếu máu mọi người ạ. Để cho nó hồi đi. Không, mọi người thấy không? Mình núp hết. Cái mẹo của mình ở đây là mình núp hết mấy cái con của mình, mấy con mà ngon ngon của mình á. Nói chung là núp sau lưng hết cái con hoa ăn thịt tối thượng này. Đó, núp đi. Thằng già đọc báo bắn không sao cả. Nói chung là ở cái sinh tồn này á thì mình chỉ sợ thằng cha đọc báo thôi mọi người ơi. Còn mấy con khác thì nó vô hại, nó không có hại gì với mình cả. Đó, mấy thằng cha đọc báo ở trên bắn kinh quá. Hơi rén mọi người ạ. Không dám tua nhanh luôn á. Tua nhanh mà sơ hở cái mắt nhìn không kịp, tay rồi dịch chuyển lung tung nữa là đi luôn một con. Mà bây giờ mặt trời của mình đang hơi ít nữa, không thể nào mà hồi sinh lại từ đầu được. Quang lắm. Ok, ở trên có thằng trai đọc báo kìa. Bắn nó vài phát xong mình lại dịch chuyển xuống thôi. Đó. Để ý nha mọi người, đừng có nhìn nhầm nha. Cái đạn của nó giống hệt cái đạn con cherry của mình luôn. Đó, mình nhìn lầm là mình cứ tưởng là đạn con cherry mình bắn á, nhưng mà không nha. Nó đi ngược lại, nó trúng con cherry của mình, nó nổ á. Nó nổ lan luôn ạ. Nó nổ lan là chết luôn cả cái hàng ở dưới nữa. Mẹ ơi, thằng này nó phi ghê chưa. Nó cầm cả mớ đinh ba nó phi mà. Ok, đã kéo xuống hàng này này. Đó, di chuyển nhịp nhàng không. Đồng vợ, đồng chồng, giường bê tông cũng sập mọi người ạ. Hai con này kết hợp với nhau thì hả? Mấy con zombie nào chịu cho nổi. Ok, xem nào, ở trên có con Michael Jackson. Ồ, từ từ đã. Bắn nó vài phát đi. Rồi, 4 phát là được rồi. Mình hơi thừa ấy chứ nhỉ. Ừ, có mấy phát là chết rồi. À, lo quá mọi người ơi. Bây giờ là chắc phải mình phải đua chậm thường xuyên thôi. Ok, hàng này có mấy con zombie bóng bầu dục. Đầu đội đá đen này, con này trâu lắm. Thấy bắn mãi không? Mãi còn chưa chết nữa mà. Ok, xong rồi mình sẽ đặt một con ở đây để nó cầm chân nha. Rồi cái con này nó lên nó phun cái con này đi để cho thôi miên. Ô ngon, thôi miên được một con rồi này. Vậy nó mà thôi miên được cái con Michael Jackson thì đỡ nhỉ. Thôi miên ngay cái con lọ lọ kia. Làm ăn gì cho đời. Ok, đông rồi đó, tôi nhanh nhanh lên một chút nha. Từ xem nào, thằng cha đọc báo đâu, thằng cha đọc báo đâu. Thằng cha đọc báo đâu. Ồ má, bị dính mấy đạn luôn mà. Ok, ok, thằng cha đọc báo đâu rồi, thằng cha đọc báo đâu. Ủa. Vậy má, mất một con Berlin của mình rồi. Ủa mà không thấy thằng cha đọc báo đâu mà sao mất một con Berlin rồi ta. Ủa. Đậu xanh, mất cái con đấm phun của mình rồi. Má, nó bắn lúc nào ấy nhở. Ôi, dối quá. Mình cứ tìm thằng cha đọc báo mà mình không thấy nó đâu. Mà sao mất được cái con... mất được cái con nấm phun của mình ta. Ở cái hàng đấy đâu có thằng cha đọc báo đâu nhỉ. Má ghê dữ vậy trời. Con nào nó ăn nhanh vậy trời. Ảo thật chứ. Ok, để xuống hàng dưới đi. Để giết cái con bí nhảy xào kia đã. Ok rồi, con Michael Jackson ngu rồi đấy. Ngon. Cái hàng trên là có cái con nấm phun nó đánh tim được rồi. Ôi giời ơi, nó phun mày thế. Nó phun trúng luôn hai con Michael Jackson. Đó mọi người thấy không? Cái con đinh ba ở dưới biển á, mà nó ném mấy cây thôi mà cái con hoa ăn thịt tối thượng của mình gần chết luôn mà. Kinh thật chứ. Bây giờ là cần thằng cha đọc báo ra này. Thằng cha đọc báo ra để bắn rồi mình sẽ được hồi máu cái con hoa ăn thịt tối thượng của mình.
Rồi, con thằng trai đọc báo đâu rồi? À, cái này đặt xuống hàng hàng trên đi ha. Thôi là hàng này đi. Ok, bắn cái hàng nào mà không có thằng trai đọc báo á, mọi người phải cẩn thận nha. À rồi, mình thấy rồi, hàng dưới cùng. À, hàng dưới cùng có thằng trai đọc báo. Ok, nó bắn rồi, nó bắn rồi, nó bắn rồi. Ôi, mẹ, không kịp rồi. Trời ơi, đã cầm cái tay rồi mà. Còn mày né cái gai của thằng cha đinh ba nữa. Toàn toàn bố thôi mọi người ơi, gặp ấy toàn gặp bố thôi. Bố một là thằng cha đọc báo, bố hai là thằng cha cầm cái đinh ba mọi người ạ. À, toàn gặp bố thôi, ghê quá trời ạ. À, hơi còn có 7.000 mặt trời kìa, nâng 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 lên thôi mà tốn quá trời mặt trời luôn mà, khổ vãi. Ok, núp thôi mọi người ơi. Hơi hèn một chút. Đợi nó phi xong mấy cái đinh ba rồi mình đặt xuống. Chứ không là chết luôn á. Hết mặt trời rồi, để dành. Bây giờ mới đi được có 5 lá cờ thôi. Còn 5 cái nữa cơ. Càng ngày càng khó hơn. Nên mặt trời bây giờ rất là quý giá. Ồ ngon, thằng trai đọc báo bắn ngay cái hàng mà cái con cherry hoa ăn thịt cherry của mình sắp hết máu. Nó lại hồi đầy máu rồi. Tính ra thằng trai đọc báo hơi bóp tim nhỉ. Thấy rồi nha, thấy rồi nha. Mẹ ơi, mấy bom nó bắn sợ vãi mọi người ạ. Cả hàng trên mấy hàng ở dưới nữa. Nhiều lúc là mình phải phải tĩnh tâm mọi người, phải tâm phải tĩnh tĩnh chút để còn để ý. Sơ sảnh một cái thôi là nó hốt luôn hàng của mình luôn á. Ôi trời ơi, mẹ đây nhiều cái con đinh ba quá. Bây giờ phải làm sao ta? Trời ơi, thăm nghèm nào mọi người ơi, thăm nghèm nào. Giờ mình núp nha, núp đi, núp đi, đợi đợi nó phi hết xong mấy cái đinh ba ra đã, rồi mình hãng xuống mình tấn công bọn nó, chậm chậm thôi, chậm chậm mà chắc. Còn cái con ốc chó kia cứ từ từ nha. Rồi ok, chết rồi này, mình phải cố gắng không để mất xe nào ấy chứ, chơi mà mất xe chơi lại luôn. Có lần chơi mấy lần rồi đấy mà toàn mất xe thôi, cay vãi luôn. Hy vọng lần này sẽ không mất xe, bình luận phải 2-3 lần rồi. Khô hết cả cổ luôn, nó cứ mất xe thôi. Xong rồi bị thằng trai đọc báo cắn trộm nữa. Không để ý là nó cắn cho phát, mất luôn một hàng. Không có đủ sân để hồi lại luôn mà. Thử thách này khá là khó nha. Bạn nào có cái bạn nào comment mình làm cái thử thách này 10 cờ. Ok, mình có gì like và đăng ký kênh cho mình nha bạn ơi. Ok, má nó ném kinh quá. Thể luôn á, cái con ném á, cái con ném nguy hiểm vãi. Nó ném ném một cái hồi chết luôn á. Nó đứng yên một chỗ nó ném kìa, ném cả vào nhà luôn mà. Rồi, vắng vắng rồi mọi người. Hơi vắng vắng rồi ha, mình cứ tua nhanh nhanh lên một chút. Rồi bắt đầu đi định vị thằng trai đọc báo này. Ok, thằng trai đọc báo ở hàng thứ hai. Tập trung tập trung tập trung tiêu diệt nó. Rồi, hàng hai này. Thằng trai đọc báo đâu nữa? Hàng một, ok thằng trai đọc báo hàng một. Từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha. Ok, nó chết rồi. Bây giờ mình sẽ không nên đi vội vàng nữa. Từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Từ từ thôi. Nhịp nhàng vào. Đâu rồi, đâu rồi. Ok, thằng trai đọc báo hàng thứ tư. Má rối quá. Trời ơi, nó đông như như hội vậy. À, nó ném cái đinh ba kìa mọi người ơi. Ôi giời ơi, cái đinh ba full hết màn hình luôn mà. Không biết né đường nào luôn á. Quá sợ vãi. Sao ơi, giờ nhanh sao ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hay á. Ok, đằng kia có thằng trai đọc báo rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi nhưng mà nó vẫn thải ra được ba cái quả bom cherry. Má ngơ ngơ kéo kéo lên trên hồi ăn ăn một quả là đi luôn đó mọi người. Cứ một quả là đi một con. Sợ lắm. Rồi, giờ mình dồn lực mình tiêu diệt cái con Michael Jackson thôi. Đâu rồi? Thằng trai đọc báo, thằng trai đọc báo. Đâu rồi ta? À, nhiều cái con zombie đội nón bóng bầu dục đen đen vãi. Mà thằng trai đọc báo. Thằng trai đọc báo đâu rồi? Ok, cái con kia cuối cùng nó cũng đẻ cho mình được cái con nấm rồi kìa mọi người. Từ từ đó nha. Cái chỗ này có vẻ hơi bất ổn rồi này. Bây giờ phải cẩn thận này. Đâu rồi? Ui giời ơi, má đông con đọc báo thế. Lẽ mất một xe sao? Dậm chết được cái con đầu đội đá kia không? Dậm được không? Dậm được không?
Ok, ngon, chết được rồi. Ồ, cái hàng kia của mình, cái con ăn thịt nó gánh hết. Rồi, qua được cái giai đoạn nguy hiểm với mọi người. Má lúc đấy nguy hiểm vãi. Cứ tưởng thua à. Thua thì hơi bị toang luôn á. Chèn ơi, mình không muốn chơi lại từ đầu đâu. Cái đội hình này đang ngon mọi người ơi. Má mới chơi được đến cờ thứ 7 mà chưa mất xe nào, mà chưa mất con nào luôn á. Ok, bây giờ mình có thể để chết được một vài con này. Mặt trời của mình quá nhiều rồi. Đâu rồi. Mà mình không nên chủ quan nha. Má đọc báo nhiều quá. Ok, giết được thằng cha ở dưới rồi đó. Giết được không? Ok, giết được rồi. Đua nhanh lại thôi. Sợ vãi. Đâu rồi. Bắn được cái con này không? Má mấy con bí này trâu thật chứ. Cái thằng bí xanh xanh kia thì nó chỉ nguy hiểm cái lúc mà nó cầm cái đinh ba trên người thôi. Còn nó ném hết hàng họ của nó đi rồi thì nó kiểu như là nó vô hại mình. Easy game mọi người ạ. Ôi trời ơi, mấy thằng cha đọc báo nhiều đến nỗi mà mình không dám di chuyển luôn á. Sợ đến nỗi như vậy luôn mà. Ok, hàng ở trên đầu đi. Mình sẽ tập trung tiêu diệt hàng ở trên đầu trước ha. Rồi, thằng cha đọc báo. Ok, may quá. Ủa mà sao nó từ đâu nó đi ra mà nó bắn luôn vậy ta? Hên là mình thủ cái con Cherry á. Không là tiêu luôn rồi. Thằng cha đọc báo để ở trên, cứ từ từ nha. Đừng động đậy gì đến cái báo của nó. Động vào báo của nó. Má, chưa gì nó mất luôn rồi. Ồ mà ngon rồi. Được, yes. Trời ơi, cái sao nó giết được cái thằng cha đọc báo. À, để hàng 3 đi. Ê má ơi, hàng 3 có thằng cha đọc báo. Ây da. Trời ạ, mình đang ngắm nghía xem hàng nào không có thằng cha đọc báo mình để lên. Má vừa đem lên thằng cha đọc báo lên luôn mà. Ây da. Đâu rồi. Bây giờ từ từ thôi nào. Phải thật là từ từ thôi. Không vội được đâu, không vội được nha, không vội được. Cái này không vội được. Đi đấy mọi người ơi. Con đấm phun để xuống dưới đi. Rồi. Đã cái con đinh ba kia phải. Ok, nó chết rồi. Từ từ xem nào. Kia là bom cherry này. Rồi đó, mình cứ để như vậy đi. Thăm nghèm. Em đi đâu đây? Thôi cứ để yên đi. Ở đây đi. Rồi. Tiêu diệt cái con Michael Jackson trước đi. Nãy mình phải vừa ngó ngó xem cái hàng kia có cái con kia nó chưa phi lên. Nó chưa phi cái đinh ba á mọi người. Đặt lên nó phi cái đinh ba lại chết nữa thì đúng ngu người luôn. Ok, ném xuống đây đi. Bắn để hồi máu đi. Tại vì mình thấy con Cherry hoa ăn thịt Cherry tối thượng của mình nó có vẻ hơi yếu máu á. Đó mọi người thấy không? Thằng cha đọc báo bắn nổ nổ á. Nó hồi cộng cộng máu quá trời luôn. Ok, thằng cha đọc báo đâu rồi? Hàng thứ hai đúng không? Đặt lên. Ok. Má vừa đem cái hàng thứ hai xuống cái hàng cuối. Cái hàng thứ năm con nó bắn liền luôn chứ trời ạ. Sợ vãi. Đâu rồi? Hàng thứ năm đi. Bắn chết cái con zombie bóng bầu dục đổ đá đen đá. Ở đâu ra hai cái quả bom cherry nó văng văng đâu ra vậy? Trời ạ. Hàng này đông này. Mình bắn mình lợi dụng cái khả năng nổ ấy của cái con cherry tối thượng này này. Đó, cái con bi shooter cherry tối thượng này này nó nổ á là nó sẽ lan được mấy đem sang mấy con kia nữa. Khá là ngon luôn. Hơi nhiều mặt trời nhà mọi người nhờ. Đang dư rồi đó. Bây giờ có thể cho phép mình phạm sai lầm. Bây giờ mình cứ tua nhanh nhanh thôi. Khi nào mà bí bách quá không để ý á, thì mình mới để bị mất thôi. Bây giờ mình không nên chủ quan. Không nên chủ quan mọi người ạ. Chưa tài đâu, chưa tài đâu, chưa. Đấy, phải cẩn thận một chút, chủ quan là có khi đi luôn á. Chưa lại từ đầu luôn. Nó phi đình, nó phi lung tung luôn mà. Cứ tưởng né được, ai nhà không né được ạ. Ok, cái hàng ở dưới cuối có vẻ hơi hơi toang nha. Có giết được cái con zombie đội nón bóng bầu dục đẹp đá đen không bạn ơi? Giết được không? Má không giết được rồi, dùng búa thôi. Trời ạ, không kịp rồi. Tiêu rồi. Đó, mà thôi đang giàu mà, lo gì, mình hồi sinh lại ngay. Má zombie Michael Jackson. À, nó nhảy xèo nữa. Bây giờ sao đây, mình đang hơi rối mọi người ạ. Từ từ xem nào. Ok, đặt đây đi. Rồi đó. Nè, nó ném cái đinh bà cái con cherry ăn thịt của mình gần chết luôn mà. Ghê thật chứ. Ai lại cầm phóng lợn đi phóng lung tung trong đây vậy bạn ơi? Gọi công an mắt giờ.
cầm phóng lợn đi phóng lung ta lung tung, gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Anh ghét cái con zombie đấy ghê á. Ồ may ghê luôn. Có cái con thôi miên nó đỡ được mình, cái con Michael Jackson á. Ủi nó đi. Ôi trời ạ, mình vừa liếc lên thôi là lại đã mất cái con là đã mất cái con đuốc lửa tối thượng của mình rồi. Ma ơi, mới không có để ý thôi á, mới không để ý một giây thôi á mọi người, mất luôn. Toàn quá mà mình tua chậm như vậy, mọi người thấy khó chịu không ạ? Cái này chắc phải thông, mọi người phải thông cảm cho mình nha. Cái này là bắt buộc phải tua chậm mới qua được rồi á, chứ nếu mà không tua chậm mình nghĩ chắc mình đi từ lá cờ thứ năm rồi má ơi. Đó mọi người thấy không, nó nhiều cái con ông giải độc báo vãi, mình cầm không nhanh được đâu. Mặc dù là mình chơi trên PC nhá, mình có thể dùng nút bốc bàn tay là số 2, nhưng mà mình không nhảy, não của mình không nhảy sóng kịp đó mọi người. Thấy đó, nhưng mà không có thể cầm né kịp được, nó đông quá, nó lại nhanh quá, nhiều lúc còn mình còn bị rối nữa cơ. Rồi đấy, tay vừa tay một tay thì nói, một cái miệng thì lộn, cái tay thì di chuyển, cái miệng thì nói, còn cái mắt thì nhìn màn hình đó. Đấy không? Mọi người thấy không, nhiều lúc lá hả, kiểu như tay nhanh hơn não luôn á, không có kiểu như lá hả. Tao bây giờ tiến nhận lại không biết nói gì nữa rồi này. Có vãi. Rồi xong luôn, không kịp bốc luôn đó mọi người thấy không, may quá còn ủi má, không kịp bốc luôn cái con sao luôn rồi. Đang tưởng là kêu là may còn bốc được con sao. Trời ơi, cha đọc báo tao ghét mày lắm. Đâu rồi. Ok rồi đó. Để đấy đi cho thằng cha đọc báo nó chết đi. Ngon. Mãi mới thấy cái con này nó ra cái con bí cho lửa cho mình á. Đợi mãi luôn. Nhiều lúc mà mình cứ tưởng là nó không ra á. Giờ nó mới chịu ra được một con bí lửa cho mình ạ. Ok rồi, quên mất, quên nâng nó lên tối thượng mọi người ạ. Bây giờ nâng nó lên tối thượng rồi này. Mình nghĩ là cái con hoa ăn thịt cherry tối thượng của mình nó có thể cân được á. Nhưng mà thôi, mình sẽ bút cho nó thêm một cái cục bí nữa, để nó tự tin hơn. Cái hàng kia hơi nhiều thằng cha máu mặt á. Rồi, cảm ơn anh đọc báo nhá. Ừ, cứ bắn đi. Ủa má, sao mất hết rồi vậy? Mới nhìn cái con, mới tập trung nhìn cái con cherry thôi mà nó mất hết sạch luôn mà. Vậy mình lại lỡ nâng cái con nấm phun cực đỉnh thành cái con bạch tuộc cực đỉnh rồi mọi người ơi. Bạch tuộc tối thượng nhá. Trời ạ, cái con này cũng được. Con này nó bắn hơi bị nhiều ô. Nó bắn 12 ô mọi người ạ. Nghĩa là 3 ô xung quanh á. Nó bắn xung quanh 12 ô. Đó mọi người thấy không? 3 ô trên, 3 ô cùng hàng nó và 3 ô dưới. Đam khá là mạnh luôn. Và có khả năng thôi miên, đóng băng, làm chậm các kiểu. Tính ra cũng được phết, nhưng mà mỗi tội nó không bắn xa thôi. Mình chỉ thích cái con bắn xa là con đấm phun tối thượng hơn, thay vì con này nó bắn hơi gần. Từ xem nào, đang hơi rối rồi. Để phân biệt được địch ta đó nha. Cherry của địch, cherry của ta đó nha. Cái con Michael Jackson kia nó để ở kia hơi nguy hiểm ha. Bây giờ mình sẽ để cái con nấm phun bạch tuộc ở chỗ nó ổn hơn một chút. Nhưng mà từ từ đã, mình sẽ giải quyết xong mấy cái con kia đã. Cái hàng dưới hơi đông á. Cái con hoa thịt thì mình cứ để ở trên đấy rồi này. Để yên nó đấy đi. Rồi giờ mình sẽ chuyển cái con nấm bạch tuộc ra xa xa một chút ha. Để nó đỡ được. Ôi men, phải né bom mọi người ơi, phải né bom thôi. Cái này là chơi bom online giả lập phiên bản Land of Zombie mọi người ạ. Phải né. Ok, để đây đi. Đó, chết thằng cha đọc báo rồi đấy. Con bí này xuống dưới này. Ủa má, nổ cái gì vậy? Trời ạ. Ủa má, nổ cái gì đẹp thế? À thì đã nổ cái con nấm nấm bạch tuộc tối thượng của mình mọi người ơi. Má, nó nổ luôn rồi. Ủa chết luôn con sao lúc nào vậy? Ủa, chết luôn con sao, con đúc lửa luôn mà. Chết lúc nào vậy? Mới nổ sáng màn hình lên cái thôi, chết sạch luôn mà. Uầy. Mẹ, mới chớp mắt một tí thôi mọi người ơi. Mới chớp mắt một tí rồi chết luôn mà, không để ý gì luôn. Rồi chết luôn con đúc lửa của mình luôn rồi đấy chứ. Trời ơi. Không để ý thôi, chết sạch luôn mà. Giờ sao đây giờ? Ngôi sao này. Mẹ, hôm nay 40 mấy ngàn mặt trời.
Bây giờ còn có 15.000 à. Sợ vãi. Không để ý thôi á. Ok, lá cờ gần đến lá cờ cuối cùng rồi này. Giờ mình sẽ tập trung nha, tập trung nha. Thăm nghèm nào, thăm nghèm nào. Tắc tắc tắc, ít ít phân bón đi để cho mạnh lên đi. Bị con kia nó ném ghê quá. Rồi, sao này. Ok, lần này đặt kịp rồi đó. Chuyện kịp này. Bắn đi. Tinh ý hơn rồi. Tinh mắt hơn rồi á. Ok, còn có hai con kia nữa thôi. Giờ mình sẽ sắp xếp đội hình làm sao cho đẹp đẹp một chút nha. Cũng là kết thúc cái lá cờ cuối cùng rồi. Má mày quá mọi người ơi, win rồi mọi người ơi. Trời ơi, chơi từ cả buổi trưa đến nay luôn á. Yes, win rồi. Ok, đội hình đẹp đẹp rồi này. Để cap, để còn edit cái thumbnail nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của mình. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.